Sáng ngày 14 tháng 5, tại khu triển lãm Hòa Bình, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh, tổ chức triển lãm ảnh về thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. 4 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tham dự triển lãm có đồng chí Vũ Công Tiến, Phó Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành và đông đảo người dân quan tâm. Với chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khoảng 250 bức ảnh và trên 100 tạp chí tiêu biểu thể hiện rõ nét về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt thời gian dài hoạt động cách mạng. Người đã một đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của nước nhà và một số hình ảnh, tạp chí phản ánh tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Đây là lần đầu tiên Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức một cuộc triển lãm quy mô như thế này nhằm giới thiệu về tấm gương cao cả của Hồ Chí Minh, để từ đó học tập và làm theo tấm gương đạo đức của người. Theo đánh giá chung của ban tổ chức là hết sức phong phú đa dạng. Cái thứ hai nữa là cái tác dụng thì giáo dục cho nhân dân trong toàn tỉnh về cái thân thế sự nghiệp và học tập làm theo Bác. Đặc biệt thì sau cái triển lãm này thì nhân dân sẽ đến tham quan rất là nhiều. Các cháu học sinh, sinh viên thì theo đăng ký của Sở Giáo dục thì tất cả các trường sẽ đến đây tham quan học tập những cái mô hình điển hình tiên tiến, rồi những cái hoạt động thân thế sự nghiệp của Bác. Tiếp tục cứ vào những năm chẽn thì chúng ta có một cái triển lãm quy mô cỡ lớn như thế này để chúng ta trưng bày những cái hình ảnh, những cái mô hình từ các tổ chức đảng của nhân dân trong tỉnh để cho có một cái sự học tập lẫn nhau. Triển lãm đã thu hút 21 đơn vị, huyện, thành phố tham gia với những bức ảnh sinh động và thực sự có ý nghĩa, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Lâm Đồng có cơ hội để tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua từng bức ảnh và tư liệu là những câu chuyện cảm động về tư tưởng và tình cảm của Bác đối với đất nước, dân tộc. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần quan trọng vào việc cổ vũ, động viên, nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên của toàn đảng, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 21 tháng 5.